Trong nhiệm kỳ 2019-2024, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân tham gia xây dựng chính quyền, tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh. Trong xây dựng nông thôn mới, Ủy ban Nhân dân các cấp đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội cung cấp, vận động nhân dân đóng góp hơn 110.000 ngày công lao động và hiến hơn 120 mét vuông đất để làm đường giao thông nông thôn, gắn trên 8.000 bóng đèn thắp sáng đường quê, trị giá trên 2,4 tỷ đồng. Đến hết tháng 6 năm 2024, toàn tỉnh có 65 trên 71 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 25 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Tổ chức vận động quỹ đền ơn đáp nghĩa trong tỉnh được gần 39 tỷ đồng để thực hiện xây mới, sửa chữa hơn 750 căn nhà cho người có công, thân nhân liệt sĩ, thực hiện tốt việc phụng dưỡng, chăm sóc mẹ Việt Nam anh hùng.